vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nếu mà người chết mà được nhờ cái phước báo tụng kinh về người chết có siêu không? Đức Phật mới trả lời với Bà La Môn rằng: ông hãy lấy cục đá, ông thảy xuống dòng sông. Người mà sống mà tạo ác, làm đủ tất cả các cái phạm pháp thì chết đi, cho dù có thỉnh 1.000 người đến tụng kinh cũng chưa chắc. Được Bồ Tát lâu rồi. Trên tay Ngài Địa Tạng này có ấm không? Thay gì? Con thấy lạ. Lạ. Tại vì nó lẽ Ngài Địa Tạng là cầm trâu đó. Dạ. Tại vì cái Ngài Địa Tạng này bên Ấn Độ, bên Nhật Bản, Ngài Địa Tạng còn có nghĩa là một vị thần bảo hộ cho thai nhi. Nhật Bản. Dạ. Mà cái thai nhi là gì không biết không? Thai nhi tượng chưa tượng nhưng mà có nghĩa là trong sáng cũng là cái trâu ấy. Dạ. Cái trâu. Nhưng mà tại sao mà mình đây mình đang cúng ở chỗ mà mộ mà hơn 1.000 cái thai nhi đây? Dạ. Mộ kia. Tại sao mà người lớn mình lại tước bỏ mạng sống của mấy đứa nhỏ? Dạ. Nên ý nghĩa thầy làm cái tôn tượng này ẩm thai nhi là nhắc nhở mọi người hãy trân trọng mạng sống, bảo vệ thai nhi. Dạ. Đúng không? Nhưng bây giờ cái đó chứ, đúng không? Ẩm một bé thai nhi nào không? Thai nhi cũng là mạng sống mà. Ngài Địa Tạng thì tiếp dẫn trong linh thưa thầy. Thì Ngài là cứu độ chúng sanh ở địa ngục. Dạ. Chăm sóc mình bụi bặm nữa. Có một cái câu chuyện nào về Ngài không thầy? Có nhiều lắm không? Dạ. Nhưng mà cái trời kết thúc nó thì giống bây giờ trên mạng có đầy hết rồi. Dạ. Nhưng con muốn theo nghiên cứu Ngài thì ở trên mạng. Nhưng mà trong kinh thì lại nói là Ngài là một cái hành nguyện của Ngài là Ngài vì thương chúng sanh mà Ngài không thành Phật. Mãi mãi là Bồ Tát nên cái lời nguyện của Ngài là địa ngục chưa không thề bắt thành Phật, chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề, nghĩa là còn một chúng sanh ở địa ngục thì tôi chưa chịu thành Phật. Nguyện nguyện lớn cỡ đó nên cái ngày mãi mãi là Bồ Tát đẳng giác thôi. Từ bi của Ngài là vậy đó. Ở Quan Âm thì độ các chúng sanh ở cõi trần gian. Hiện tại vì con nói Quan Âm độ chúng sanh thì ta bà cảnh giới minh ngày của Bồ Tát Quan Âm điều ngày cũng Ngài cũng điều độ hết. Dạ. Tại vì Bồ Tát Quan Âm với Ngài Địa Tạng trong chùa là hai vị Bồ Tát đẳng giác lớn nhất. Bồ Tát Quan Âm đó khi xưa Ngài cũng là thành Phật rồi. Nhưng mà thành Phật vì thành Phật phải vô Niết Bàn. Niết Bàn là không còn đi hóa độ nữa. Nên Ngài mới nguyện thành Bồ Tát lại. Nên là cái câu mà quá khứ Bồ Tát Quan Âm là chánh pháp Minh Như Lai. Nhưng mà Ngài thương chúng sanh mà nguyện thành Bồ Tát lại. Để độ mà nguyện thành Bồ Tát phải mang cái thân người nữ. Tại sao phải thân người nữ? Tại vì mẹ mới làm con. Nên người ta thường gọi Bồ Tát Quan Âm bằng cái thân mặt là mẹ. Vì sao Bồ Tát Quan Âm là đàn ông? Dạ. Là, nhưng mà Ngài vì thương chúng sanh mà Ngài quá 32 cái thân. Mà 7 cái nạn lớn chúng sanh cần là Ngài độ. Nên Bồ Tát Quan Âm gọi là cái hạnh Bồ Tát Quan Âm mà mình phải hiểu là hạnh là lắng nghe và hạnh thấu hiểu. Nếu chúng ta không lắng nghe, chúng ta không thấu hiểu thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có tình thương. Nên Bồ Tát Quan Âm đây là Ngài Địa Tạng, đây là nói thân là một người đàn ông trượng phu. Đàn ông trượng phu. Tại vì trong tất cả các Bồ Tát á, Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm á, là quá thân cư sĩ là có tóc. Dạ. Chỉ có Ngài Địa Tạng mới quá thân Sa Môn. Tại Sa Môn mới độ được trong linh. Chứ còn như là cư sĩ với độ cư sĩ. Giống như giờ cư sĩ là về cư sĩ này. Con là cư sĩ, yeah. Những người còn tóc giữ ngũ giới thôi, yeah. Còn cái tướng như tướng này với tướng thầy là tướng Sa Môn, tướng Thanh Văn, yeah. Nên nó khác nhau là chỗ đó. Ô, hôm nay nghe thầy nói thì thêm về Ngài Địa Tạng. Thật sự con nghĩ là con cúng này các ngài có ăn đâu. Tại các ngài là Phật Bồ Tát, các ngài ăn gì. Chẳng qua mình cúng đây là mình thấy cái lòng mình cho các ngài. Cảnh giới của Ngài đâu có bất khả tư nghị, đâu có phải ăn ba cái thức ăn này. Dạ. Nhưng mà có nhiều người họ lại nói là hôm nay là Bồ Tát nhập. Bồ Tát làm gì nhập chúng ta? Thân chúng ta dơ bẩn gì? Các ngài có đủ thần lực, các ngài hiện ra một cái tướng luôn. Mà làm có nhiều người họ mượn mang cái hình thức là
mượn cái ông này nhập vô, nói là ông Bồ Tát ông nhập vô. Vậy Bồ Tát giống như mình đúng không? Cái thân mình ô uế các ngài đã thánh, đã gọi là cái năng lượng sạch rồi, mà các ngài còn có thể hóa được cái thân mình. Nên đối với những người nào mà nói là con được Bồ Tát Phâm Điển là người đó thầy nó mê tín hết ma đó, chứ không phải là Bồ Tát nào điển mình. Bởi vì ma nó mới giống như giờ con nghĩ là ma nó mới dựa vô nó Phật thánh, chứ nó ma con tôi chạy hết rồi. Nên những người đó là những người thuộc về mê tín cực đoan, mà đạo Phật thì phá được cái mê tín. Có những cái về tôn giáo nào đó không biết ở miền Tây á, thì họ múa mái thật sự, họ nói người này nhập người kia nhập. Họ đi tuyên truyền, bây giờ những cái mạng này nơi tuyên truyền mà vẫn có nhiều người, họ cũng không có được, không trách được ai hết. Tại vì sao? Cái sự hiểu biết của họ nó thấp. Mà đi đến đạo Phật á, là mình đi đến nhân quả. Nhân quả làm gì có vụ giờ con muốn có tiền là con phải đi làm. Mà ngay thậm chí con đi cướp, con cũng phải tìm cách để cướp nữa, chứ đâu phải là con muốn cướp là cướp đâu. Phải tính toán đường đi nước bước cướp sao. Và con mồi cướp sao, là chỗ nào cướp là chạy sao, nó phải cướp. Đúng không? Dạ. Chứ đâu phải là con tự nhiên mà con cướp, con ra con đứng đường cầm súng mà cướp được ai. Phải tính toán giờ, phải chọn thời điểm để cướp. Không có người ta bắt quýnh ra. Cho trên đời này không có gì mà cho không gì hết. Thậm chí nó đi ăn cướp cũng phải tính nữa chứ đừng nói. Dạ. Thì làm gì có vụ mà trên kia xuống cho mình. Nếu mà cho thì đâu có ai hết Covid rồi. Nếu cho đâu có ai khổ đâu, chỉ cần con đốt cây nhang con nói thắng. Trời đất ơi sao con khổ quá, có cơm ăn rồi. Vậy cái xã hội này nó bị tự động. Cái đó mới là yếm thế. Yếm thế, cái tu Phật không phải yếm thế. Tu Phật là mình phải vận động. Và mình phải làm việc. Chứ không phải là yếm thế. Chắc chút phía xíu nữa thì chắc sẽ con nhờ thầy chia sẻ cho con một số cái vấn đề mà hiện nay rất nóng bỏng trên mạng xã hội về vấn đề mà nhập xác rồi đó. Tí xíu nữa thì sau khi cái buổi lễ cúng này xong đi ha thầy ha. Thì nãy giờ về trên mạng thì có rất nhiều thông tin về ngày Địa Tạng. Và hôm nay thì các bạn cũng như cô bác quý vị có thể nghe thầy Trúc Phương thuyết về ngày Địa Tạng cũng như là thầy Trang Thơ Nhi này. Thì con thấy là có những cái phần mộ thì có thân nhân thì được trang hoàng rất là đầy đủ. Còn phía sau kia là những cái phần mộ mà các bé bị sụp hết à, nó bị lạng hết à. Cái cảm giác như những cái cô quản trang này, cô cảm giác là những cái bé mà bị sụp những cái phần mộ đấy, cảm giác thiêu quạnh lắm, thiệt thòi lắm. Thì không biết là ở cái thế giới các bé thì có sự phân chia rõ ràng chỉ là các bé là điều kiện khá giả, các bé là không có không thầy? Có đó, có cả là phước. Thực sự có phước mới được gia đình, chăm lo mộ. Giống như trong thế gian này chúng ta có những gia đình có phước mà cái làm việc đám tang rất to. Có những cái mà gia đình có phước thôi, giống như là khi chết thì hoa rất là nhiều. Cái những cái làm đám nghe nó được cả tỷ bạc cũng có nữa. Thì đó cái phước báo. Mà phước báo là do chính mình tự tạo. Và năm ngoái cái đây mấy năm ngoái năm kia đấy, thì có những cái phái đoàn mình do cái giống như thầy với mấy chú đây làm cái lễ trung thu này, người ta coi được cái clip đó. Từ Mỹ tới giờ ta làm đắp mộ lại, nhưng mà mộ đắp thì đắp nó sẽ bị, nó sẽ theo trần thời gian nó sẽ bị sạt lở. Thì đó là chuyện, đó là khó. Ở đây là cái này tụi mấy vị biết là các vị mà chết ở đây nha, trước là bị dịch mà sốt xuất huyết hồi xưa đó, nên tập trung chôn đây nhiều. Có những người họ chôn mà không biết con cái họ nằm đâu nữa. Nên nó là vậy thôi. Thì do là lúc trước cái tay khoảng 3 năm thì do một lần mà tình cờ mấy chú đi thấy vậy, mà nói là mộ quá trời đâu có thể làm đắp hết, mình không có đủ điều kiện đắp thôi, làm cái miếu Địa Tạng chung hết rồi làm tượng Địa Tạng. Như nãy tụi con thấy là đó, Địa Tạng đang ôm thai nhi đó. Là ma mong muốn, là ý của thầy mong muốn là bảo vệ mạng sống. Thai nhi cũng là một sinh linh, mà thai nhi cũng là cái châu của ngài Địa Tạng. Thì mạng sống mình mới quý trọng, đừng nên vì một lý do đó mình bị tước bỏ mạng sống. Con người ta vì dòng là bất kỷ thôi. Mà tất cả các cái hãy đợi đến quả báo mà rồi mới biết hối hận. Chúng ta thường nếu mà người có tệ giác, có chi kiến đó, thì người ta biết được quả báo đó phải tránh. Còn người không có chi kiến thì mạnh nó làm, thì đến quả báo đó là người ta thay.
rồi tại sao chết trời chết đất, tại sao ai mà ác độc quá, tại sao ông trời nổi bất công đó? Chẳng ai bất công bao giờ hết, trời đất làm nhiều bất công cho chính mình, tạo bất công cho mình thôi, không có một cái nhân thiện lành. Cái này là bố thí đó nha, nó có hai việc bố thí phần âm và bố thí phần dương luôn. Mình mang cái sự mà vật chất này mình gói đại với chư cái vong linh ở đây, còn khi mà cái khi cúng xong mà những cái phần này mình chia lại cho những cái vị mà ở đây, thì nó mang hai nghĩa bố thí, đâu có mắc cái gì đâu. Có nhiều người họ cúng lực phí không mắc cái gì hết đó. À, thầy có chia sẻ là có những người có cái phước báo á mà đám tang đôi khi là cả tỷ bạc và mướn những thầy tụng về á, thì cái việc đó so với cái việc mà sống ở đời tạo phước báo á thì nó có liên quan, và cái làm đám tang lớn như vậy có giải nghiệp được cho lúc họ còn sống không đây? Nếu mà nói giải nghiệp được thì Đức Phật đã giải lâu rồi. Hồi xưa có vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn, nếu mà người chết mà được nhờ cái phước báo tụng kinh về, người chết có siêu không? Đức Phật mới trả lời với Bà La Môn rằng, ông hãy lấy cục đá, ông thảy xuống dòng sông, do ông trì kinh, tụng kinh, cục đá nó có siêu hay không? Cục đá có thể nổi lên mặt nước không? Vị Bà La Môn mới nói hỏi Đức Phật, cục đá không thể nào nổi lên mặt nước. Đức Phật mới nói, vậy thì làm sao mà tụng kinh nó siêu? Rồi Đức Phật mới lấy cái đèn dầu, Đức Phật thảy xuống dòng sông. Đức Phật nói, này Bà La Môn, hãy quan sát hiện tượng. Cuối cùng tụi con thấy hiện tượng là gì? Dầu nổi trên mặt nước, phải không? Rồi cái bình dầu, cái đèn dầu nó nặng, nó chìm mặt nước, xuống mặt nước không? Dầu là tượng trưng như gì? Lúc sống chúng ta tin sâu nhân quả, hiếu thảo cha mẹ, không sát sanh, giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là nghĩa là một vợ một chồng, không nói dối, không nói thiêu dịch, nói ý ngữ, và không tiêu thụ các chất độc tố, rượu bia, ma túy, cờ bạc. Thì giữ năm cái giới đó và làm những cái việc mà đúng đạo đức, những cái việc thiện lành, thì chết đi cũng giống như dầu trên mặt nước, khỏi cần tụng kinh cũng siêu. Còn người mà sống mà tạo ác, làm đủ tất cả các cái phạm pháp, thì chết đi cho dù có thỉnh 1000 người đến tụng kinh cũng chưa chắc thì siêu. Nhân nào quá đó. Còn người nào mà nói được thì nói là nói hỏi Đức Phật ấy. Đức Phật còn làm không nổi, hội chi mấy thầy. Nhưng mà có nhiều người thì họ nói chết thì thỉnh được 1000 ông tăng đến tụng kinh, 1000 vị thầy, 1000 vị thầy đến tụng kinh. Mà thầy nào mình làm ác thì sẽ có cái nhân quả, tôi gặp những cái vị mà không đúng, giống như những vị mà giống như tụi con thấy là những vị mà giờ gọi là thế gian gọi là thầy tụng ấy, họ có vợ có con, họ chỉ liên kết với lại cái những cái nhà đám, nhưng bản thân họ có gia đình, có vợ có con, rồi họ chỉ còn đến tụng kinh siêu độ. Thì đó là nó không phải là thầy. Thầy là đúng mô phạm, phải trì trai giữ giới, không phải là sống trong chùa là trì trai giữ giới nha. Có nghĩa là những người sống đúng theo giới luật của Phật mới là thầy. Còn có nhiều người họ lầm tưởng rồi, sống trong chùa mà anh không trì trai giữ giới, anh không phải là thầy, anh chỉ là mượn áo của Như Lai để sống thôi. Thì đó là quy tắc, nên nói rất là nói là đụng chạm, nhưng mà không nói thôi, tại vì nói không thể nói được. Vậy thì cái việc mà tụng kinh để mà siêu thoát là nó là một, cũng như là một cái niềm tin thôi đúng không thầy? Nó nói về niềm tin, nó đúng thì sai, nó sai thì chặt. Dạ. Nó có đó. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình tụng kinh để nhắc nhở. Nhưng mà như giờ thường á, chính cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn gia đình tụng kinh hay hơn. Tại vì chính gia đình đó, người thân ta mới gì người thân nó tụng. Còn như giờ con không có tâm con tụng, giống như đi tập chữ thôi. Người sống họ chỉ nghĩ là thỉnh cái gì, thỉnh cái vị đó đến tụng kinh này là ấm lòng, nhưng mà họ không hiểu rằng ấm hay không ấm là chỉ có cái tâm thôi. Ai có tâm thì giống như giờ con sắp cái này, cái người có tâm sắp khác, mà người vô tâm sắp khác, người có tâm sắp gọn gàng đẹp đẽ, còn vô tâm là để cho khác, thì do cái tâm mình lòng vô thôi, hai cái nó khác nhau. Thì con thì cái tâm con ở đâu là con giúp người đó liền. Tại vì cái người mắt này ta dùng tâm nhiều hơn là dùng tướng. Yeah. Đâu cần phải đọc kinh nó nghe. Ví dụ như con niệm Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong đầu con nghĩ đến tiền là niệm tiền, chứ đâu có niệm Phật. Tâm không có. Vì con phải niệm Phật, phải niệm trong đầu phải nghĩ đến Phật. Hiểu không? Con niệm Bồ Tát phải niệm nghĩ đến Bồ Tát, chứ phải niệm nghĩ đến là người yêu là niệm người yêu rồi. Yeah. Rồi nghĩ đến niệm ăn là niệm ăn rồi, niệm tham. Thì đó nó không phải là tâm. Vậy thì trong cái thời kỳ mạt pháp mà mượn tụng kinh để lấy tiền cái này, thì việc như vậy đó thì
Ngày xưa thì Phật cũng có nói rồi. Vậy thì những thầy sư đó sau này sẽ gặp nghiệp gì đây? Tất cả đều có nhân quả. Dạ. Ai làm gì có quả báo đó. Nhưng mà do mình thôi. Giống như hồi xưa mà cái thời mà Phật giáo chưa phát triển á, gia đình có những cái vị mà chùa chiền chưa có làm đi làm đám ấy, thì có những vị mà thầy mà gia đình họ tụng kinh, họ tụng chú Đại Bi, họ cắt xén. Bây giờ Phật tử họ tụng thuộc chú Đại Bi, ông thầy đó cắt xén phát triển đó. Nên thầy theo quan niệm của thầy nên giới lực nên cho tất cả Phật tử biết, để biết được ông thầy đó tu thật, ông thầy tu giả. Đừng sợ, giống như Thái Lan vậy. Thái Lan là tất cả các Phật tử đều biết giới lực của chư tăng, nên họ biết được ông này là sư giả mà tu thật. Còn không như theo tinh thần của các tổ thì giấu. Yeah. Không phải giấu mà các tổ muốn tránh cái ngã mạn của mình. Yeah. Nên tránh cái ngã mạn của Phật tử. Nên các tổ mới nói là không cho biết. Thì ra giờ các vị biết ông nào cũng mặc áo này hết lòng đó ông thầy, không đúng. Ông thầy phải ra ông thầy, phải giới luật. Giống như giờ nhà báo đi, ai cũng đưa cái thẻ là nhà báo. Nhà báo phải có chuyên môn, bác sĩ phải có chuyên môn. Nhìn cái đó biết bác sĩ chưa, bác sĩ giả cũng có. Thầy giả cũng cái gì cũng phải có vàng thật thì phải có vàng giả. Nhưng mà muốn phân biệt được giả thật thì phải người mình phải có chuyên môn hiểu biết. Giống như giờ phong bụi đi làm báo thì biết người đó là coi là chuyên thiệt, chuyên giả. Như giờ đây hết, ai cầm cái máy lên là phóng viên hết. Phải có cái năng lực ta mới hiểu. Thì tụi con giống như giờ theo quan niệm của thầy nên giới luật nên cho biết mới phân biệt được ai giả ai thật. Ở Thái Lan là rất hay, Thái Lan là người ta biết ông sư đồ giả đó. Như những cái tôn giáo bạn á, họ biết cái vị tu sĩ đó thật hay giả là do họ có. Còn mình lại bên Phật giáo lại không biết các tổ sao, nên mình không dám đi bàn là xuống sẽ đụng chạm thôi, dừng lại đúng chưa. Thì đó là quý thầy xong, kết thúc câu chuyện. Như vậy câu hỏi gì nữa? Dạ, con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe.